Xin chào mọi người, hôm nay DC nhân phẩm nha. Bắt đầu thu y. Mong là có đồ. Nhân phẩm. Cái bàn, mời cái đầu hơi xuôi. Mong có tóc. Nhìn ngon ngon. Tóc nềm. Buồn. Tiếp. Trời độ, trời độ. Ghi đi. Tiếp. Giáng phi. Trời đã định. Cũng đẹp mà là cho con trai. Giày được nè. Giờ tài chế lấy mầm. Nhiều quá. Lấy. Số 2.
TV có cả chục cái. Xe phi. Tôi đau đớn, tôi gục ngã. Nhân phẩm buồn ngủ. Thôi ba, mai qua châu Âu, Tê Si cho hên.